Nam mô Đại Hiếu Mục Bồ Tát. Kính mời chư quý Phật tử chúng ta lễ Phật bên đây trong chùa lớn xong, chúng ta xin mời quý Phật tử chúng ta vui lòng bó đuốc qua bên thánh đài chính nghe buổi thuyết giảng do thượng tọa Thích Thiện Tài làm thuyết giảng về ngày Vu Lan ngày hôm nay để gửi về còn vài chư quý Phật tử chúng ta vui lòng đảnh lễ Phật xong, chúng ta vui lòng bó bước bên chùa nhỏ để vào thánh đài chính để nghe buổi lễ thuyết giảng cho thượng tọa Thích Thiện Tài làm thuyết giảng ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính mời chư quý Phật tử đi lễ Phật xong vui lòng bó bước qua bên thánh đài chính để nghe buổi thuyết giảng cho thượng tọa Thích Thiện Tài chủ đề ngày Vu Lan ngày hôm nay. A Di Đà Phật, xin kính mời chư quý Phật tử.
cho số điện thoại đi. Tại vì Việt Nam nó gọi, nó hỏi cha nào mà đẩy gì Việt Nam đó. Con á. Tôi biết rồi, nhưng mà cho số điện thoại bên cho chắc mới được. Dạ. Có nhiều việc mà muốn. Dạ, số điện thoại con dễ nhớ lắm, thầy nhớ ba số đầu thôi, 595 thôi. Không nhớ được. Ờ dạ, có bữa nào con gọi thầy. Thầy, 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 thầy nói vài, thầy nói vài lại nghe thầy. Con hậu vô. Thầy thông thả chút xíu. Thì rồi con cũng bỏ lên YouTube đó. Đúng rồi. Dạ. Thấy rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa chư tôn đức tăng ni, à, kính thưa quý đồng hương Phật tử ở khắp các nơi 49 năm Như Lai hoàng thế giới pháp để và đời hôm nay tại đạo tràng của chùa Huệ Quang ở miền Nam California ở Hoa Kỳ và các tiểu bang đang cũng như ở Việt Nam đang mời chúng Phật tử khi chúng ta lễ Phật lên chùa lớn xong xin mời chúng Phật tử chúng ta quá bốn của bên Santa Ana. Hôm nay là bây giờ là 10 giờ sáng một ngày và chúng tôi xin trước hết là kính chúc chư tôn đức tăng ni và nhân hòa giải chế tự tướng 2013 được pháp thể khang an và chúng sanh dị độ. Chúng con xin kính chúc chư tôn đức và luôn luôn Phật sự viên thành và chúng tôi kính mời chúc tất cả đồng hương Phật tử các hậu đoàn, quý vị các bà tử các cấp và đang làm việc trong Phật sự ở các bệnh viện luôn được lòng từ bi, lòng hiếu đạo tâm kiên cố và Phật sự viên thành. Trong cái hôm nay tại miền Nam California lễ hội của các chùa Quận Cam rất là đông và sau ngày rằm bốn bữa, hôm nay là ngày 19 tháng 7 và ông Trần Thượng Phi Lan. Và bây giờ chương trình sẽ bắt đầu là lễ quá duyên khất thực ở tại khuôn viên của nhà chùa và sau đó là chương trình lễ mừng Du Lan Pháp Hội và chương trình của nhà Quận Cam là một quận của nhiều Phật tử và đến để dừng lại để dành một ngày để hiếu thảo cho cống hiến những cái lời ca tiếng hát của mừng Du Lan cho tất cả đồng hương Phật tử và gửi lời thăm tất cả bà con của mình ở bên Việt Nam. Lâu quá rồi chúng tôi không có dịp đi về cũng như các thầy không dịp về gửi thăm các em ở bên nhà cũng như bà con bộ. Xin một lần nữa